Hello, chào tất cả anh chị em nha. Giờ 5 giờ rưỡi rồi anh em ơi. Đánh nha, chút 8 giờ thôi Nam đá mới lại nhà. Tống 21 liêu 6 rồi nè. Mình qua liêu nha. Không mất máu nữa. Ba vát mới chết nổi như con này nè. Đi ngủ rồi nè. Để ra lấy yêu cỏ rồi nè bạn. Con nó thấy có ổng ngon vô đánh phụ anh ơi. Một mình đá luôn á, cũng chết luôn. Đó, lại cắn của nó anh em ơi. Đông lắm. Chạy vô rồi anh em ơi. Nó quất mình có một vát anh em ơi. Đá nó 5 vát rồi tụi nó mới chết. Nó đá mình có một vát chết ngắt rồi. Cạnh đồ nào mảnh hay mới đồ đại vậy. Rồi mình giáo trầu quá nha mọi người. Xúc hết vũ khí rồi nó mới chết. Thôi là nó chết, mình giáo nó mà nó không chết nữa, nó quýnh mình chết, mình chết nhá. Mình giáo rồi nha mọi người. Nó treo rồi quất nó. Đá nó 4 quát không chết rồi mà. Nó hành hành đi đâu luôn rồi. Chết rồi nha mọi người. Đá bóng quá, có một thằng chết à. Nó quýnh mình lại cho chết luôn. Nè ý kiểu quá. Vô đánh giống bánh điểm rồi tụi nó quá nè. Sao mà quýnh tụi nó không chi nhây, nó quýnh mình phát chết nhá. Xem xuống xúc 5 vát chết ai không nha anh em. Không chết gì luôn anh em ơi. Nãy trâu quá. Đá mình lại có 2 vát chết rồi anh em ơi. Xúc có 5 vát nó chết cái đá mình lại là nó chết chắc rồi. Còn gồ không anh em ơi. Chắc tôi đi né mấy ông hiếm quyền ra quá, mấy ông mạnh quá anh em ơi.
mạnh quá anh em, ở đó mình quá chắc chắc luôn. Bơm ba bình kia không nổi luôn. Chưa có tìm long anh em ơi, mà hiếm quyền không có cần tìm long nha anh em, chỉ như vậy là vô là xúc anh em, không có cần bút gì hết, có cái hoài nhã rồi. Ừ, chạy ồ đông quá bút anh em ơi, ngự khí yên nữa. Cho nó quýnh mình lên tu khí nè. Anh em ơi, chạy hiền này mạnh quá anh em, chờ một cái linh miêu chết luôn anh em ơi. Cái chút tạo hiền chơi quá. Tống luôn nha, mặc đồ gì mà nó quýnh con cái linh miêu chết nhắc luôn. Cái gì vậy? Lấy đà chạy ra anh em ơi, xem giết được ai không đây. Rồi lỗ luôn, rồi xong luôn. Đang phát lộ rồi. Tại mấy chắc mấy nó gồ quá anh em ơi. Đi nhầm tống nữa rồi ta. Ở liêu. Ủa, tống để gà lại anh em ơi. Đi cắn nữa nhưng chạy xuống cắn bọn nó nha. Không chết ai hết nha ơi, chạy nha mà nó quýnh mình chết. Đá năm sáu phát luôn không chết ai hết nha mày. Trời ơi, cung mạnh quá, bắn cái 70k. Rồi chết luôn. Sao tụi nó chơi hay quá ta, tụi nó quýnh cái mình chết ngắt rồi. Mình quýnh không chết ai hết á. Vô giống như đi bắt điển cho tụi nó anh em. Liêu không có nghe mi đàn này đó anh em. Nó đông quá này. Đâu có chạm được. Rồi chết luôn. Khi nó quýnh
mạnh dữ ta. Đoạn cái gì mà nó quýnh mình có một cái chết ngắt kìa. Ai biết bút đồ hiếm quyền chỉ tôi với nha. Mới chơi anh không biết anh biết bút đồ nào cho mạnh lắm. Đã thấy mấy ông kia xài đồ này thì bắt trước xài hay. Đâu kìa mà nhìn thấy gì chứ giờ bút nó quýnh bật chứ nhắc. Bọn nó chết hết rồi nha mọi người. Mình đang mà chết luôn rồi mà mình mới bắn cái làm lần chết nhát rồi. Tiếp tục tạo những cái con chơi quá nha. Giờ nhầm tống lên nha mọi người. Đi kêu với tèm mình đá. Hồi nãy trâu quá anh em ơi. Xài rồi. Nó quăng quăng mình cái đỏ máu anh em ơi. Thôi có mình giá luôn mình chết. Quái gì đây? Nó combo cái đỏ máu xém chết luôn em. Nên là mình có gùa bởi vì xúc nó chết luôn. Mình mạnh quá anh em ơi. Cái dấu mặt này xúc người đàn có 3 mét chết rồi nha. Mày lên đồ khác chút ra làm đồ giống mấy ổng thử rồi nha. Như xài đồ đó thấy mạnh hơn á. Yeah, nó có một tật đánh không được em ơi. Đánh nó bị ngủ rồi. Giống một mẹ mạnh quá. Vô đánh không chết ai hết, chán quá nha. Chút gì 4-5 vát thì không chết gì hết. Tôi nói xúc mình lại con quát mình chết ngắt rồi. Ủa, xúc nó 3 vát không chết nhưng nhờ con mình giáo quýnh nó mới chết á. Bạn này trâu quá anh em. Đá mình có con quát à. Con quát đen. Rồi. Hên quá anh em ơi. Chạy. Đá mình bác đỏ máu luôn, hên bơm ba mình xúc lại cho nó mới chết. Giờ tay mới đánh mình lên tu hí không mình thua rồi. Mà mấy nó trong 4-5 vát mới chết rồi. Chắc tạo phá hát về quá anh em ơi. Đá nó nằm bát không thấm luôn em. À nó vô nhà mình. Mình vốn được nó luôn. Mình phê tống.
cái bắn cổ luôn. Chạy. Gì đó, có hai bác chứ rồi. Những người trâu quá. Xài đồ này hèn gì đó. Cũng có hai bác. Ông đó là quất đạn chắc là mấy ngày quá. Giờ không biết làm cách nào để cho mạnh hết anh em ơi. Chơi cho vui à chứ. Nãy mạnh với cây dịp khó chết mình giáo luôn anh em. Quá là khá là trâu luôn. Cái đâm quyền Tino 1B, 1 bệnh gì nè. Ca gì khó chết Minh Giáo luôn. Đi vô nhà nó canh mấy ngày mới kiếm treo giết thôi nè. Còn hoài chắc đánh không lại rồi. Bọn nó trâu quá. Chết nghe mới kiếm gì nè. Đồ chết nha mừng. Chạy nữa mới luôn. Ôi, Minh Giáo. Rồi xong luôn. Mày nó xúc mạnh quá nha mừng. Thằng bố kích mạnh quá nha mừng. Châu bác à, té ngựa đỏ máu à. Bóng 14 liêu 7 anh em ơi. Đi qua giết ngày mới kiếm rồi. Sao mình chút không chết ai hết ta. Rồi bị cái đèn lõn rồi nha mọi người. Cái đèn này đèn khá là đam luôn. Rồi chết luôn. Chồng quá. Quýnh nó hoài không chết, nó quýnh mình lại có con quát chết chắc rồi nè. Kim xà đó. À, kim xà đó ngon không anh? Hàng gì nó đám còn bán. Liêu còn 3 thằng rồi ta. 30 thằng không biết quýnh lại không, này có 3 thằng rồi đấy mà. Chắc qua tống theo không quá anh đâu. Thôi chạy, giờ giết ngày mới kiếm anh em mà. Đánh không lại nữa. Chỉ có như vậy à. Nhờ ngày mới kiếm mới chiều chứ đâu mà quýnh tôi cũng như chết anh em. Mạnh quá.
Lá nhiều vậy ngứa anh em ơi. Quất mình có hai bát chết luôn. Cái giả mà hương này dễ trâu quá nè. Liều được 8 thằng mình vô nó là chín rồi nè. Giờ mới mắc chủ ý tác động bi lắc anh em. Mắc cổ luôn. Tóc nó mạnh quá nhưng mà đá mình cho bát chết chắc bơm máu không kịp luôn nhưng mà trời, còn lại 3 thằng anh em ơi. Nó nằm bát nó mới chết, nó xúc mình quét đỏ máu. Thôi là nó hết tổ khí rồi mà mình chết nó rồi. Đi cắt rồi đá không có chơi rồi. Đá là không mất máu rồi. Vô xúc ra mi kiếm anh em, giờ chứ đi đánh ra mi kiếm. Không chết nổi mi kiếm luôn anh em ơi. Chạy. Rồi, xong, xong mình rồi anh em ơi. Hên quá. Rồi, nó đâu mất tiêu anh em. Nó chết thì nó trở lại vậy nha. Đá nó bóng quát như nó có huyễn cổ rồi nhưng mà nó tàn hình mất tiêu rồi. Chạy. Chạy. Quân tử lại chuyên khu mà sợ gì không có củi đốt không anh em. Cái câu đó là gì quên rồi ta. Giáo mà quýnh còn phát. Rồi ba bình luôn mà quýnh một cái rồi nè. Tưởng gì chạy ra ngoài ai rồi chạy ra ngoài chạy vô chết cũng vậy. Chà, 5 giờ mấy 6 giờ mũi đâu ngứa quá anh em ơi. À đây. Trời má xúc nó nằm vác luôn trời. Thiên tàn cướp quá là trâu luôn anh em ơi. Xúc nó nằm vác không mới chết chứ nó đá mình cũng có con vác à. Xúc năm bát không chết luôn. Thằng kia năm bát nó chết, thằng này năm bát không chết luôn. Cái gì bộ mạnh mạnh rồi. Trời
sáu hạt luôn á anh em ạ, khùng lắm. Rồi đá đó, nó chấp mình xuống ngựa à, như nó bị té. Rồi quất nó hết quát tụi hí luôn, nó chết. Rồi không ngủ rồi anh em ơi. Sao đá mình có một quát hết ta, không hiểu luôn anh em ơi. Đá mình có một quát chết nhắc luôn. Chắc nó buồn hay gì anh em ơi. Bồ mình mạnh cho nó văng một cái chết mình giáo luôn. À, nó đi bổ kích nhưng mà bởi vậy nó quăng quăng cái mình giáo chết nhắc liền. Đông quá, vừa đông mà vừa mạnh lắm em. Mấy đó nó chơi lâu rồi, nó mới lên đồ khó chơi quá vậy. Ngày xưa có chơi bên chơi game, bên chơi thời gian cái hết tiền anh em ơi. Bởi vì nghỉ, giờ chơi lại chơi test anh em ơi. Chết nào luôn trời. Đá năm bát cũng chết nào luôn. Rồi gặp cái xong mình rồi nha mọi người. Rồi xong luôn. Rồi chạy. À, con này à, hên quá con này không phải. Con nãy khi nãy nó chơi một cái linh miêu mình chết luôn. À, mình đam nhận thè không anh em. À nó chưa gì nó bơm anh em ơi, mình chưa đá nên nó thấy nó bơm mình riết không mềm chút nào. À, nó chết rồi. Vì đá nó bốn quát nó chết anh em ơi. Mà nãy mới vừa chạy vô nó xúc mình có một quát mình đỏ máu rồi. Thôi là mình biến rồi không là mình chết anh em. Nó xúc nó bốn quát nó mới chịu chết, nó xúc mình có một quát là đỏ máu rồi. Thôi là nãy dính tới một quát, dính nửa quát. Chứ dính nguyên quát là chết luôn rồi. Vô giết cho mày kiếm. À nó này, nó này. Không, à, nó giết cho mày kiếm rồi. Chạy. Chó luôn rồi. Mày làm mặt khác đâu anh em, mặt thời gian buồn quá nè, đá không chết ai. Ba nha.